Đấy, trong tất cả quý con nông dân mình nha, đã đến với kênh YouTube cùng nông dân ra vườn của Mr Nam. Thì hôm nay thì Nam cũng quay lại một cái chủ đề, đó là về cái quá trình sầu riêng sau khi xả nhị cần làm cái gì để cho nó đậu trái được tốt hơn nha quý con. Thì cái điều kiện thứ nhất á, là về Nam thấy á, như thế này, hàng năm á, là Nam cũng chia sẻ cho quý con nông dân của chúng ta là sau khi sầu riêng chúng ta xả nhị xong rồi thì điều kiện thứ nhất là chúng ta phải cố gắng dọn sạch sẽ những cái tàn dư như thế này. Đây, đây là những cái này là ba cái bào tử nấm là nghe quý con. Đây, thấy chưa? Đó, nấm mốc nè, nấm meo nè. Thấy chưa? Đây, quý con nông dân của chúng ta, điều kiện thứ nhất là chúng ta phải dọn những cái tàn dư này nè đi ra dùm cho Nam. Đây, quét ra sạch cho sạch cái gốc của chúng ta nha, gốc sầu riêng nha quý con. Thì đây là những cái mầm bệnh, mầm móng, nấm bệnh gây hại về cái quá trình đậu trái cho sầu riêng của chúng ta, là cái điều kiện thứ nhất nha, là chúng ta phải sạch sẽ ra dùm cho Nam về cái vấn đề này. Đây quý con nông dân mình thấy nè, nấm mốc là nấm mèo nè, trắng tát là thấy không? Đó, đó thấy chưa? Nó cũng một phần là nó ảnh hưởng tới cái bộ rễ của cây sầu riêng của chúng ta, nó ảnh hưởng tới quá trình đậu trái cái sầu riêng của chúng ta. Bởi vì cái gì? Chúng ta phải làm sạch sẽ dùm cho Nam ra là cái nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà sầu riêng mà nó xả nhị cỡ khoảng được 80-85% trên nhà vườn chúng ta thì chúng ta phải xịt bộ đậu trái dùm cho Nam. Xịt bộ đậu trái thì bộ đậu trái sẽ là gồm những cái gì? Như chẳng hạn là thường Nam sẽ xịt đó là cái dòng canxi, cái canxi, bo và cái amino, ba cái sản phẩm chính để Nam xịt lên cái vấn đề là đậu trái cho sầu riêng. Đó, xịt để mục đích là gì? Cho nó không có bị sức cái tầng rờ của sầu riêng của chúng ta nè, sức cái tầng rờ nữa quý con, thấy chưa? Với hai nữa giai đoạn này cộng luôn dùm cho Nam đó là cái gì? Cái chai MD79, là cái chai đó là cái chai nấm phẫn nha quý con, chuyên trị phẫn và trị nấm luôn. Tại vì những cái tầng rờ này nó miếng màu nè, cái màu nó hơi vàng vàng nè, là cái tầng rờ này là nó do bị vi phẫn nó tấn công, làm cho sức cái tầng rờ là cũng một phần ảnh hưởng từ do cái con vi phẫn nha quý con. Thì chú ý dùm cho Nam. Đó, thì khi mà chúng ta xịt vào á thì chúng ta chỉ xịt ở ngoài lá thôi, chúng ta chỉ xịt ở trong bông thôi, nói hơi lộn luôn quý con. Quý con nông dân mình thông cảm nha, tại Nam muốn bệnh thì nói chuyện cũng nhiều khi cũng muốn không nổi nữa quý con. Thì cái điều kiện thứ nhất là gì? Dọn dẹp sạch sẽ ở dưới đây cho Nam, ở dưới gốc nè, dọn dẹp sạch sẽ ra nè, thấy chưa? Rồi cái điều kiện thứ hai nữa là khi xả nhị còn cỡ khoảng 80-85% xong trên vườn á, là còn khoảng 10-15% thì chúng ta sẽ tiến hành lại gì? Xịt cái bộ chạy trái, bộ đậu trái dùm cho Nam, là gồm có canxi nè, canxi rồi bo nè, rồi amino nè. Đó là cái bộ này là thường hàng năm Nam xài rất là ok, nó tỷ lệ đậu trái rất là cao. Đó thì xịt ở trong dùm cho Nam. Đó thì khi mà chúng ta xịt xong rồi đúng không, thì giai đoạn này ở dưới gốc thì khi nào chúng ta sẽ gãy phân. Đó thì giai đoạn này Nam cũng xin thưa đến tất cả quý con nông dân của chúng ta là giai đoạn này đừng có gãy phân nha quý con, giai đoạn này chưa có gãy phân nha quý con nông dân mình, chú ý dùm cho Nam. Giai đoạn mới vừa xả nhị xong chủ yếu là xịt bộ đậu trái chạy trái thôi, còn cái phân á là rơi vào tầm khoảng từ 10 ngày sau khi xả nhị thì chúng ta tiến hành chúng ta bị gãy phân nha. Gãy phân thì chúng ta sẽ gãy lại gì? Cái hàng canxi. Đó, canxi cộng với thằng 11, 12, 18 chúng ta gãy theo tỷ lệ là 21, 2 là 2 thằng 11, 12, 18, 1 là 1 thằng canxi. Đó, chúng ta trộn lại nhau, đều lại nhau, chúng ta gãy một gốc này khoảng là nửa ký nha. Đối với trường hợp là cây sầu riêng này là 6 năm mấy 7 năm nha quý con, thì chúng ta sẽ gãy một gốc này là cỡ khoảng nửa ký. Đó thì cỡ khoảng 10 ngày sau khi xả nhị nha quý con, chủ yếu là giai đoạn này xịt dùm cho Nam cái bộ đậu trái chạy trái dùm cho Nam thôi, để cho nó cong cái đuôi chuột, dảnh đuôi chuột lên. Đó, với hai nữa là gì? Cho nó sức cái, không có cho nó sức cái tầng rờ của cái sầu riêng của chúng ta. Đó, giai đoạn này một số nhà vườn anh em á thì nó hỏi Nam á là khi mà xả nhị xong kiểu này á là mình xịt, mình xịt cái gì, rồi á mình gãy phân gì. Đó thì hôm nay thì Nam cũng giải thích cho quý con nông dân mình hiểu luôn. Giai đoạn này là chưa có gãy phân được nha. Đó, chủ yếu là xịt chạy trái thôi. Với hai nữa là quét dọn sạch sẽ nè. Ba cái nấm bệnh ở dưới đây không nè quý con. Nè, thấy chưa? Nấm mốc, nấm mèo không nè, thấy chưa? Nè, này là nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ bộ rễ của chúng ta nè. Bởi vì cố gắng lại gì làm sạch sẽ dùm cho Nam. Trái nó xả nhị xong, quý con nông dân mình thấy nó chạy trái nó đẹp không, cong cái đuôi chuột lên, nó rảnh đuôi chuột lên là trái nó nhanh lớn nha quý con. Nó khỏe, cái bông nó khỏe, nó nhanh lớn. Cầm vô gì mà nó còn không rụng hết quý con. Ghi 6 thì nói chung là năm nay ghi 6 mà tỷ lệ mà được như thế này á thì cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà cái số lượng nó ít nha quý con. Bởi vì ra là sầu riêng năm nay á, đối với ghi 6 làm bông á, thì năm nay á, một số anh em nói là khó đúng không, thì Nam đã cảnh báo rồi chứ không phải là Nam không cảnh báo. Là năm vụ mà giai đoạn làm bông cho cái vườn này nè thì Nam cũng có chia sẻ là năm nay làm bông rất là khó, ghi 6 rất là khó, thành ra là anh em nhà vườn nên cố gắng chú ý đó, thấy chưa. Thì năm nay thì tỷ lệ làm bông nó khó thiệt không à, nhưng mà được cái là vườn của Nam làm á thì thành quả như quý con nông dân mình xem đó. Bữa nay nó xả nhị điều bon thấy không à. Thì nói chung là mỗi anh em kỹ thuật nó sẽ có những cái bài bản khác nhau. Còn riêng Nam á, thì Nam sẽ đi theo kiểu hình thức là thời tiết của mọi năm, chứ Nam không có đi chung chung như mọi năm. Nó có thời tiết đó, thời tiết nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Bởi vì ra là gì, mình sẽ làm khác nhau nữa con nè. Quý con nông dân mình thấy nè, cuốn bông nó dẻo dai ghê không. Tại vì lúc đầu á, giai đoạn trước khi xả nhị á, là Nam đã đi cho nó những cái cử bo rồi, và Nam đi cho nó những cái cử canxi ở dưới gốc rồi quý con. Thành ra là gì, cái cuốn nó rất là dẻo dai. Còn như chẳng hạn á, mình không đi trước á, mình chuẩn bị trước á, là tới cái giai đoạn á mà nó đã bị rồi á thì chúng ta khắc phục lại rất là khó nha. Bởi vì ra là gì, sầu riêng này á là chúng ta phải đi trước chứ trước. Như chẳng hạn đọt cũng vậy luôn, Nam cũng chia sẻ lại luôn nè. Đọt cũng vậy luôn, trước khi xả nhị là chúng ta phải 10 ngày trước khi xả nhị là chúng ta phải phun chặn đọt lại dùm cho Nam. Phun chặn đọt thì Nam phun lại gì, một chai chặn đọt, một chai Anwin, nửa ký MKB là pha cho nó một phi. Bắt đầu chúng ta sẽ xịt phủ ngoài lá trước khi xả nhị 10 ngày, xịt chặn đọt lại dùm cho Nam để cho cái quá trình gọi là gì, nó xả nhị được tốt hơn. Khi mà quý con nông dân của mình đó xả nhị kiểu này á, mà thấy đọt mà nó he he đúng không, thì chờ mà cứu có nước lại gì, chúng ta phá đọt thôi, phá luôn, phá cái đọt luôn cho nó cháy luôn đó, thì khả năng nó đậu cháy thì nó sẽ cao hơn. Còn để mà ví dụ như chúng ta xịt mà giai đoạn đó mà chúng ta bị xịt chặn đọt lại đúng không, thì đường nào mà chặn nổi quý con. Những anh em mà làm sầu riêng mà kinh nghiệm lâu năm đi sẽ biết được cái vấn đề đó. Không thể nào loại thuốc nào mà chúng ta xịt mà chặn đọt được cái giai đoạn đó được chứ. Tại vì cây của chúng ta nó đang hiện tại giờ hướng đọt rồi, hướng đọt thì chắc ăn luôn, nó sẽ dinh dưỡng nó sẽ dồn ngoài đọt hết toàn bộ, nó sẽ không tập trung vào nó nuôi được cái lượng trái non của chúng ta, thì khả năng trái non của chúng ta nó sẽ bị sức tàn rờ đi và nó rụng rất là nhiều. Giai đoạn này nhiều khi một số nhà vườn giai đoạn này nè còn cái cùi không à, còn cái cùi không à, chứ không có còn được cái đùm trái như thế này đâu quý con. Tại vì sao, đọt nó đi, một số nhà vườn không quản lý được cái vấn đề cơ đọt thì đọt nó đi, đọt nó đi thì ảnh hưởng tới cái quá trình gọi là đậu trái của sầu riêng chúng ta. Thì cái câu chuyện đó thì nói chung là hàng năm rồi, thì nó không còn xa lạ gì những nhà vườn trồng sầu riêng nữa. Còn đối với trường hợp những anh em mà mới á, những anh em mà trồng sầu riêng mới á, thì có thể là chưa có đúc kết được cái kinh nghiệm đó. Thì còn về hàng năm á, Nam á, đi làm sầu riêng á, thì Nam cũng chia sẻ với con nông dân chúng ta là trước khi xả nhị á, khoảng 10 ngày á, nên xịt chặn đọt dùm cho Nam đi. Không có xì đọt á, thì cũng phải nên xịt dùm cho Nam đó. Như cái vườn này Nam cũng cho xịt chặn đọt lại thấy không, đọt nó nín lại thì yên tâm về cái phần xả nhị à. Chứ còn mà ví dụ như xả nhị mới vừa như đang đi quét phấn đúng không, đang đi quét phấn đi, đọt mà nó vừa hé hé ra nó sáng, hoặc là nó lưỡi giáo mà nó sáng gật lên đúng không, là rồi đó, hiểu rồi đó, anh đã hiểu tình em rồi đó. Bởi vì ra gì cố gắng, Nam cũng chia sẻ nhiều cái đoạn clip lắm, quý bà con nông dân nào có theo dõi sẽ biết được là gì, trước khi xả nhị cố gắng là làm gì, kìm cái đọt dùm cho Nam để cho cái đọt á nó sận lại đi đó. Ôi ôi, nó sận lại cái mừng lắm nghe quý con. Còn ví dụ như mà đang xả nhị gì nè, cái búp bông gì nè đúng không, cái búp gì nè mà đọt nó đi một cái nha, ăn ngủ ngon ngon giấc à. Đó thì đó là những cái mà Nam muốn chia sẻ với tất cả quý con nông dân của chúng ta. Bắt đầu là giai đoạn này, bắt đầu là Nam sẽ cho xịt cái bộ đậu trái nè, đó, chạy trái, bộ đậu trái chạy trái vô không, đó, để giúp cho cái gì sầu riêng của chúng ta nó được gọi là đậu trái được nhiều hơn. Ừ. Nè quý con nông dân thấy không nè, nó dẻo dài ghê không. Ừ. Ngon im. Nói chung năm nay được gì là cũng gọi là cũng quá là mừng rồi đó quý con. Sầu riêng năm nay là một cái vụ gọi là vụ mùa sầu riêng gọi là khó để đậu trái, thành ra là khó để ra bông luôn chứ không phải là đậu trái không. Nếu ra được như gì thì nói chung là quá là mừng. Cái thứ hai nữa là gì, cái sầu riêng được gì á thì cũng một phần á là do anh chủ nhà vườn chứ không phải là do Nam. Nam nói trước, nghĩa là sao, anh chủ nhà vườn là ảnh là cái người thực hiện, ảnh là người thực hiện, bởi vì ra là cái gì, nếu mà thắng hay là thua thì cũng gọi là nhờ anh chủ nhà vườn chứ không phải là nói về cái công thức của Nam. Cái công thức của Nam á nhiều khi đưa ra đi mà anh chủ nhà vườn ảnh không sạch hoặc là ảnh làm không kỹ thì nhiều khi nó cũng không đạt. Cái đó Nam nói trước luôn, cũng không đạt, mà nhờ là nhờ anh chủ nhà vườn ảnh kỹ nè, anh chủ nhà vườn ảnh chịu làm chịu khó thì cái vườn ảnh mới được như ngày hôm nay, chứ không phải là mình Nam nói là cái công thức Nam là hay ho này nọ, cũng một phần là công thức cũng phần nhỏ thôi. Đó, nhờ anh chủ nhà vườn ảnh cũng cố gắng hàng ngày ảnh làm. Ừ. Thì ảnh xịt thuốc xịt men, ảnh đi thụ phấn đậu trái này nọ với con, thì bởi nhìn ra là gì, nó giúp cho cái vườn của ảnh tỷ lệ đậu trái nó sẽ được cao hơn. Đó nè, dảnh thấy ghét không nè. Nguyên chùm này dảnh hết trơn luôn nè. Ừ. Ôi quay em gì là ngon rồi nè, thấy chưa, gì mà nó không rụng rồi quý không, gì là ngon rồi đó, thấy chưa. Mình mà lấy tay mình gờ là phái lắm. Giai đoạn này Nam phái đi vườn sầu riêng gì nè, đó Nam gờ gì nè quý con, để coi thử coi nó có rụng que diêm hay không. Đó, như chẳng hạn giai đoạn này á mà cái đít mà nó rảnh lên nha, nó rảnh lên nha là coi như là ok đó, ngon rồi đó. Nè. Ừ, nó còn một số cái cánh phấn á, nó còn động ở trên đó, cái bông á thì chúng ta phải cố gắng chúng ta vũ yêu con để cho nó đừng có bám vô cái bông của chúng ta, nó sẽ giữ lại những cái mầm bệnh á. Như chẳng hạn một số bông á mà nó xả nhị ra xong rồi á mà nó được sáng như thế này thì bông nó không còn dướng lại á, thì nó sẽ không có còn giữ lại những cái mầm bệnh cho cái bông của chúng ta, cái trái non của chúng ta. Như chẳng hạn nè. Ừ, thấy không, trái này bắt đầu là ok nè, thấy chưa, à ngon lành. Đó, thì đọt thì ok rồi, trái xả nhị xong trái cũng ok rồi. Cái điều thứ hai nữa là về cái vấn đề Nam cũng chia sẻ đó, dọn sạch sẽ ra nè, xong rồi bắt đầu là phun bộ dưỡng trái đậu trái dùm cho Nam nè. Đó, làm gì làm phun liền cho Nam là chắc ăn nhất. Bằng công việc cỡ nào đi chăng nữa, quý con nông dân của chúng ta cố gắng sáng sớm xịt dùm cho Nam sớm đi, còn chưa gió chưa có lên đó thì chúng ta sẽ xịt nha quý con. Xịt đặng cho nó đậu trái được nhiều, thì khi mà đậu trái nhiều á thà là chúng ta tiễn bằng tay chứ đừng nên để cho cây tự tiễn. Nam làm là Nam cũng chia sẻ những nhà vườn của Nam đó là cố gắng là gì, mình thà là mình tiễn tay chứ đừng để cho cây nó tự tiễn. Cây nó tự tiễn á là nó tiễn á, nhiều khi á, nó tiễn lố, nó lố. Còn mình tay mình tiễn á là nghĩa là mình sẽ loại bỏ những cái trái gọi là eo hay là công đích này nọ, mình sẽ loại bỏ. Nhưng mà đối với trường hợp những nhà vườn mà khi mà thụ phấn á, xịt bo hồi lúc mà giai đoạn bông và chúng ta thụ phấn nữa, thì khi mà nó xả nhị như thế này thì quý con nông dân mình thấy nè, cái trái nó sẽ buông đòn ra nè, thấy chưa, nó sẽ ít khi bị eo cái trái của chúng ta. Đó, những cái mà bà con nông dân chúng ta cần phải lưu ý giùm cho Nam nè. Nó cuốn nó dài nè, thấy chưa. Ừ. Này xịt đậu trái vô nữa là ngon lành luôn. Đó, giai đoạn này cái bắt đầu á rảnh đuôi chuột lên, rảnh đuôi chuột lên, không rụng luôn, thấy chưa. Đó, ổn rồi, được rồi. Thôi thì nói chung là Nam cũng chia sẻ tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì quý con nông dân nào cần hỗ trợ kỹ thuật hay là xử lý làm bông, sầu riêng, đậu trái thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại hotline của bên Nam. Bên Nam sẽ tư vấn hỗ trợ cho quý con nông dân của chúng ta. Nghe quý con. Thì thôi, Nam cũng kết thúc video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam nha. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại, bên Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho quý con nông dân mình nha.